Chuyện Mân Côi. Một linh hồn hiện về, xin gia nhập hội Mân Côi. Có một thiếu phụ khi còn sống giữa đạo bình thường, tuy không có gì xuất sắc, nhưng cũng không phạm lỗi lầm gì đáng bị Chúa phạt lâu dài trong luyện ngục. Chẳng may lâm bệnh nặng, chị đã qua đời khi còn rất trẻ. Chị phải bị giam cầm nơi luyện ngục để đền tội. Chị hối hận và tự nhủ: giá khi còn sống, mình đã gia nhập hội Mân Côi như mấy người bạn, thì bây giờ đâu phải bị giam cầm khổ cực như thế này. Rồi một hôm, vào ngày lễ kính Đức Mẹ xuống luyện ngục, yên ủi các linh hồn và dẫn đưa một số về thiên đàng. Chị vội vàng chạy đến với Đức Mẹ, than thở khóc lóc. Đức Mẹ phán bảo: khi còn sống, con đã rất khô khan nguội lạnh và biếng trễ việc lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ. Vậy bây giờ mẹ cho con về thế gian, gặp chị bạn, nói với chị là con muốn gia nhập hội Mân Côi để được hưởng các ân phúc do hội viên hàng ngày lần chuỗi Mân Côi dâng lên cho mẹ, dù bây giờ con không lập công gì được nữa. Chị rất vui mừng, nửa đêm hiện về với người bạn cũ: em đang phải bị giam cầm nơi luyện ngục, khổ sở lắm. Đức Mẹ cho em về để nhờ chị nói với hội Mân Côi cho em được ghi tên vào sổ hội, để em được hưởng các phúc do hội viên đã làm, đang làm và sẽ làm. Chị bạn vừa sợ thấy một linh hồn hiện về, vừa cảm nghiệm được lòng thương xót của Đức Mẹ đối với các linh hồn. Chị yên ủi linh hồn đó và nói: chị đã chết rồi, còn gia nhập hội viên làm gì? Để em nói với hội cầu nguyện cho chị. Nhưng linh hồn ấy cứ năn nỉ: chính Đức Mẹ bảo em như vậy, chị cứ xin cho em được ghi tên vào sổ hội Mân Côi. Nể lời linh hồn cũng như là một sự rất lạ, từ xưa đến nay chưa bao giờ gặp. Sáng hôm sau, chị dậy thật sớm, vào gặp linh mục và ông trưởng hội, trình bày sự việc đã xảy ra đêm qua. Tất cả mọi người đều cảm động, chấp thuận ghi tên cho linh hồn đó vào sổ hội. 3 tháng sau, linh hồn ấy hiện về, vui tươi sáng láng và nói: nhờ lời cầu nguyện của các hội viên mà nay em đã được thoát khỏi lửa luyện tội và được hưởng nhan thánh Chúa, Đức Mẹ ở trên thiên đàng. Vậy chị hãy thông báo cho mọi người biết giá trị chuỗi Mân Côi hiệu nghiệm biết chừng nào, và các ơn ích bởi việc gia nhập hội Mân Côi là một phương thức cứu các linh hồn trong luyện ngục hữu hiệu nhất. Qua nhiều thế kỷ, Thánh Dominico Chân Phước Alla de Roche đi rao giảng chuỗi hạt Mân Côi. Đi đến đâu đều thiết lập nhiều hội Mân Côi đến đó. Các đức giáo hoàng đã khuyến khích giáo dân nên gia nhập hội viên kính Đức Mẹ để được hưởng nhiều ơn ích bởi phép lần hạt Mân Côi.